xin chào tất cả các bạn thính giả nha mọi người ạ à, thu hà có để ý là cái mô tuyết câu chuyện hai người kết hôn với nhau do gia đình ép buộc thế nhưng mà sau đó thì lại nảy sinh tình cảm với nhau tuy là cái mô tuyết này cũng khá là quen thuộc thế nhưng mỗi một tác giả thì lại có một cách viết khác nhau ngôn ngữ viết khác nhau rồi là những cái tình tiết những cái chi tiết giữa hai nhân vật chính cũng khác nhau Vậy thì ngày hôm nay Thu Hà sẽ diễn đọc một bộ truyện có chuyện như thế với cái tên đó là Vợ Cốc Bá Đạo. Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe và chúc các bạn là có những cái giây phút luôn luôn vui vẻ khi mà nghe những câu chuyện ở trên kênh nhé. Cô và hắn gặp nhau thật tình cờ và thật bất ngờ. Từ việc học chung một ngôi trường cho đến bố mẹ là thông gia với nhau và tới khi cô và hắn lại kết duyên vợ chồng. Và đêm tân hôn anh có yêu tôi không không phù may mà anh không yêu tôi may á ý cô là sao thì tại vì tôi cũng đâu có yêu anh đâu thế sao lại cưới tôi gia đình ép ồ vậy chúng ta cũng chẳng cần phải làm chuyện vợ chồng đâu nhỉ chắc là có làm cái gì tôi không nguyện làm đâu không lẽ anh yêu tôi <laughs> Cô thật là ngốc Chẳng nhẽ cứ phải yêu thì mới được làm sao Đương nhiên rồi Nếu không yêu mà làm Thì gọi là xâm hại tình dục đấy Anh biết chưa Thế rồi hắn nhảy một nụ cười Chứa đầy sự man dở Hắn ép sát cô vào tường và cưỡng hôn cô Một thứ gì đó mềm mại Ấn trên đôi môi của cô Thoáng ngậm một chút Liền rời đi Lại làm cho cả người cô cứng ngắc Ngay cả hít thở cũng không chú ý tới Trở nên rồn rập hơn Lúc này cô mới giật mình lấy lại được bình tĩnh Cô đẩy hắn ra rồi quát lớn Mày Sao mày dám cưỡng hôn bà đây hả Mày không muốn sống nữa có phải không Hai hàng lông mày của hắn cau lại Có vẻ hắn đang rất tức giận Bỗng hắn bế bỏng cô lên Và ném mạnh cô xuống giường Tôi tuy có chút hư hỏng Nhưng bản tính lương thiện Mặt mũi tuy không ưa nhìn Nhưng nội tâm phong phú Dù sao cô cũng chưa có bạn trai Vậy tạm chấp nhận tôi đi Sáng hôm sau Tại căn phòng tân hôn của cô và hắn Tiếng khóc ăn vạ nào đó Vang lên ngày một to hơn Chết tôi rồi, chết tôi rồi Đằng kia là một người đàn ông Đang sửa sang lại bản thân Sau đêm tân hôn ấy Hình như hắn đang chuẩn bị đi làm Thấy cô vậy thì ngạc nhiên Tiến lại gần hỏi Chết, ý cô là gì Thì, thì tối qua ai là lần đầu của người ta mà Hắn bật cười áp sát cô vào tường Rồi thì thầm bên tai cô Hóa ra Cô lo sợ chuyện ấy hả Vậy còn tôi thì sao Cũng là lần đầu đấy nhá Tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh <laughs> Cô thật là thú vị Lần đầu tiên tôi thấy có một người phụ nữ làm chuyện ấy với chồng của mình Mà lại bảo là phải chịu trách nhiệm đấy Nhưng dù sao chúng ta cũng không phải vợ chồng thật sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn thôi ly hôn tôi cho cô ly hôn hồi nào vậy hả giọng hắn bắt đầu chứa đầy sự tức giận kèm theo tiếng nghiến răng ken két mà cương quyết hỏi cô vậy không lẽ anh yêu tôi rồi à mắt chữ a mồm chữ o của cô hiện lên đầy vẻ kinh ngạc hồn nhiên thuất lên câu nói khiến hắn phải bật cười ừm tôi nghĩ kỹ rồi nếu cả đời này cô đều là vợ của tôi Vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền lợi đó của mình nhỉ? Vậy ý anh là sao? Hắn đầu một nụ cười đầy sự xảo quyệt, quỳ xuống dưới chân cô, lôi ra trong túi một chiếc nhẫn. Tôi có thể cho em thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi đối với em. Bao lâu cũng được, vì em là của tôi. Tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Anh làm cái khỉ gì vậy? Đứng dậy mau. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý hay gì thì đã bị anh cầu hôn như thế này rồi Ngại chết đi được Nếu muốn anh đứng lên Thì em hãy hôn anh đi Nếu không anh sẽ quỳ ở đây suốt đời Thế thì anh cứ quỳ đi Cô bật cười Cứ thế mà bước ra khỏi phòng Mặc kệ anh cứ quỳ ở đó Em dám à Hình như lúc này giọng hắn bắt đầu có gì đó không ổn Máu trong người đã sôi lên rùng rục Thôi chết Hắn sắp lên cơn rồi Hắn chạy ra kéo cô vào lòng Lại bắt đầu cưỡng hôn cô Cô lập tức cắn vào đầu lưỡi của hắn Đẩy hắn ra và quát lớn Anh bị khủng hay bị điên vậy hả Hay là thần kinh anh có vấn đề Hôm qua còn nói không yêu tôi Vậy mà hôm nay lại thay đổi 180 độ Tôi bắt đầu cảm thấy Anh rất phiền toái rồi đấy Đúng Hôm qua anh nói là anh không yêu em Nhưng sau đêm tân hôn đấy Thì anh đã yêu em đấy Sau đêm tân hôn đó anh đã yêu em ý anh là sao à sau đêm tân hôn đó anh mới phát hiện ra rằng anh đã mê hai trái bưởi trên ngực của em mất rồi anh thực sự không biết phải làm sao nữa nếu không có hai trái bưởi đó chắc anh chết mất nếu em không muốn anh chết thì hãy ở bên cạnh anh để anh sở hữu đôi bưởi của em suốt đời được không giọng nói hồn nhiên đầy vẻ ngây thơ của hắn không hề để ý đến khuôn mặt phát đỏ sắp không chịu được của cô lúc này này, mày được lắm Cái đồ biến thái Bà đây nhớ rồi, nhớ rồi Hiện tại bà mày còn kiềm chế được dây thần kinh tức giận Thì mau cút đi Kẻo bà sắp phát nổ đến nơi rồi Nhưng mà Cút ngay đi cho bà Sau đó cô tức giận bỏ xuống lầu Lúc này hắn thở dài và đi tới công ty Đến công ty Thì tính cách của hắn lại thay đổi hoàn toàn Lúc ở nhà hắn nhu mì Cưng chiều cô bao nhiêu thì bây giờ đến công ty hắn lại lạnh lùng không cảm xúc và tàn nhẫn đến bấy nhiêu. Hắn hễ mà lướt qua người nào đó thì khiến họ phải dùng mình, tim ngừng đập, mũi ngừng thở. Chỗ nào hắn đi qua cũng như là sắp đóng băng đến nơi. <laughs> em được làm tiểu hồ ly. Cái chuyện hồi sáng khiến hắn giờ vẫn còn tức giận đùng đùng. Hắn đến công ty đập bàn đập ghế, làm náo loạn cả cái công ty để hả giận. Hắn hùng hổ chạy ra phòng thông báo, Cầm chiếc loa đứng trên tầng 3 quát xuống. Dừng, dừng lại ngay lập tức cho tôi. Mọi người dừng hết những việc đang làm lại. Giúp tôi nghĩ cách làm bà xã không giận tôi nữa. Nếu ai không nghĩ được, trừ nửa tiền lương rồi đuổi việc. Nghĩ, mau nghĩ cho tôi. Ai nghĩ ra thì lên phòng làm việc cho tôi báo cáo. 4 giờ chiều nay hết thời gian. Ai không có ý tưởng, đuổi việc ngay lập tức. Cái câu nói đó của hắn vang lên khiến nhân viên nào cũng nâm nấp lo sợ bọn họ ai mà chẳng sợ bị đuổi việc thế là ai cũng cuống cuồng nghĩ cách giúp hắn làm bà xã của hắn hết giận đây là công ty mà hắn lại bắt mọi người làm những việc như vậy thật đúng là buồn cười tại phòng tổng tài phòng làm việc của hắn cốc 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 tiếng gõ cửa liên hồi vang lên ở phía bên ngoài một giọng nói ngọt như kẹo vang lên tổng tài em vào được không em có cách giúp anh này vào mau dạ một cô gái nóng mỏng và gợi cảm bước vào óng hẹo như con rắn cứ cuốn lấy người hắn hắn trừng mắt tức giận quát to nói đi không thì cút cô ta sợ đến nỗi mặt tái xanh lại vội vàng đưa ra chủ ý của mình tổng tài à vậy vợ anh tại sao lại giận anh thế cô hỏi làm gì dạ thưa tổng tài cái này có liên quan đến việc giúp vợ anh hết giận ạ à? Nhưng mà cô ta đâu biết rằng Hắn làm sao có thể nói ra được chứ Chính hắn đã biến thái tới nỗi Nói ra những lời đấy khiến cô bỏ đi Vậy mà giờ Nói lại trước mặt cô ta thì hỏi xem Liệu hắn có độn thổ không Thôi cô đi Ô tổng tài Em đang giúp anh mà Tôi không nói lại lần hai Hắn chừng mắt đầy sát khí Như muốn giết cô ta ngay tại chỗ à, Ai mà có thể chịu được cái đôi mắt đầy sát khí này Của tổng tài chúng ta chứ Đương nhiên là cô ta sẽ sợ hãi mà bỏ đi rồi Hắn đập gãy đôi cái bàn Nụ cười ta hiện trên môi Anh nhất định sẽ chinh phục trái tim em Đã 4 giờ 30 Đến lúc xem tài liệu của mấy người kia rồi Nhưng lướt qua lướt lại Thì có vẻ như chẳng có cái cách nào Được coi là ổn cả Hắn tức giận ném hết sắp tài liệu xuống đất Như muốn phá vỡ tất cả Hắn lái xe về nhà với tốc độ không tưởng Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng hắn mặc kệ Hắn về nhà thì thấy cô đang nấu mì ăn Hắn lao đến kéo tô mì của cô lại Nhưng chẳng may hắn lại tuột tay Tô mì liền rơi xuống đất trong chớp mắt Cô tức giận hùng hổ tuyên bố với hắn Chúng ta ly hôn đi Hắn sững người mắt đỏ hoe Đặt tay lên vai cô và hỏi với giọng điệu nghiêm túc có chút lo lắng Tại sao vậy? Anh đã làm sai gì à? Anh đừng có giả ai trước mặt tôi đi anh làm gì sai chẳng lẽ anh còn không biết muốn tôi phải nói ra để cho anh nhục mặt à em nói rồi cô đi lên lầu còn hắn thì ngã quỵ xuống đất nước mắt cứ thế mà tuôn trào một lúc sau thì cô đi xuống trên tay cầm một tờ giấy có rất nhiều chữ nhưng hàng chữ to nhất khiến hắn phải để ý đơn ly hôn không lẽ cô định làm như thế thật hắn vẫn còn rất yêu cô cơ mà cô cầm tờ giấy chìa ra trước mặt hắn hậm hực nói to tôi đã ký rồi anh cũng ký nốt đi em dám à tại sao tôi lại không dám em thực sự muốn ly hôn ư thực sự em sẽ không hối hận chứ tuyệt đối không được vậy anh thành toàn cho em chỉ cần em muốn anh sẽ đều làm nói rồi hắn ký như ý của cô cô cười nhẹ rồi cầm tờ đơn ra khỏi nhà không quên quay lại chọc hắn một câu. Bye bye tổng tài yêu dấu. Vậy mà cô còn dám chọc hắn như vậy? Cô có biết trái tim hắn bây giờ đau như có ngàn vết sao cứa vào? Hắn nở một nụ cười lạnh lùng và xảo quyệt. Để xem có tòa án nào chấp nhận tờ ly hôn của em. Nếu để em thoát khỏi tôi một cách dễ dàng như vậy, thì tôi đã không còn là chồng của em nữa rồi. Sau khi ký tờ đơn ly hôn, cô và hắn ra tòa nộp đơn nhưng không có tòa án nào chấp nhận đơn ly hôn này Cô ngạc nhiên giận dữ quát hắn Anh Có phải anh lại dở trò rồi phải không Hắn giả vờ không biết gì Đào đào con mắt Mà đáp cô một cách thở ơ Ơ ờ, Anh có dở trò gì đâu Anh không nhớ <laughs> Anh được lắm hãy đợi đây Cô quyết tâm đến cùng thề sẽ phải ly hôn được với hắn Nhưng đáng tiếc là Xin lỗi cô Đơn này chúng tôi không thể chấp nhận xin lỗi cô đơn này không hợp lý không hợp lý không hợp lý ở đâu một người nào đó đang bối rối không biết trả lời cô ra sao cô liền cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn rồi quát lớn không hợp lý ở chỗ nào nói mau tôi hắn nhìn cô cười nhẹ kéo cô về lòng mình nũng nịu nói thôi mà bà xã nếu không có toàn nào chấp nhận đơn ly hôn của em thì đừng ly hôn nữa về bên anh đi không nhất định phải ly hôn Cô đẩy hắn ra chạy tới một tòa nhà khác Thật là may mắn làm sao Tòa án này đã chấp nhận tờ ly hôn của cô Cô liếc hắn đẩy về thách thức Chứng minh rằng cô đã thắng Còn vị tổng tài nào đó ngồi trên xe Thì mặt đen như đít nồi Hậm hực bước xuống Bùm, tiếng đập tay vào bàn của hắn Sao ngươi dám Ồ, chào ngài Ngài làm sao vậy Vị luật sư nào đó tươi cười nhìn anh Không kìm nén được cơn giận Hắn đã lỡ miệng nói ra điều mà cô vẫn nghi ngờ ấy Còn hỏi tôi tại sao Là ai đã cho anh tiền Là ai đã cho anh lên cái chức này Vậy mà đến một tờ ly hôn cũng làm không sao Không lẽ anh muốn tôi bảo với ông chủ là anh bị đuổi việc à Thì luật sư nào đó vẫn nở một nụ cười tươi cười Đầy nhân hậu Nhưng chẳng để ý đến lời nói của hắn Làm hắn càng thêm tức giận Hắn định đánh cho vị luật sư một trận Thì cô chạy đến gật gù À hóa ra là anh mua chuộc anh ta hả vậy mà hồi nãy còn nói cái gì cơ ơ ờ, tôi có biết gì đâu cái gì ớt nhở bây giờ hắn mới sực nhớ ra là bản thân đã lỡ miệng hắn lắp bắp anh hắn cầm tay cô lên cười trừ như muốn bỏ qua bụp cô tức giận đấm cho hắn một cái vào mũi máu mũi của hắn bắt đầu chảy thò lò hắn tức giận thần thái lại càng không tốt hắn gằn giọng từng chữ em dám đánh anh cô vênh mặt như đã chiến thắng sao tôi không dám <laughs> em được lắm để xem không có anh thì em sống ra sao nói rồi hắn bỏ đi không quên quay lại thách thức cô được thôi nếu muốn ly hôn tôi sẽ cho em ly hôn cô cười khoái chí ồ cảm ơn tổng tài thân yêu nhé sau khi hoàn thành đơn ly hôn với hắn Cô về thu dọn hành lý và sang Mỹ du học Năm nay cô mới 22 tuổi thôi mà Cơ hội vẫn còn rất dài Cô luôn ước mơ sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Nhưng cũng tại hắn, tại ba mẹ bắt kết hôn Nên ước mơ vẫn còn đang giang dở, chưa được thực hiện Cô nhìn lại tất cả những đồ đạc trong phòng Cái gì cũng cảm thấy lưu luyến Cảm ơn Cô mỉm cười hạnh phúc Bước ra khỏi căn phòng Chỉ riêng hắn thì vẫn thế Cô vẫn rất chi là ghét hắn không một chút nuối tiếc khi rời xa. Kể từ khi qua Mỹ được 3 tháng thì cô cảm thấy rất tự do, không bị hắn làm phiền mỗi ngày như trước. Nhưng mấy tuần gần đây, cô luôn cảm thấy khó chịu trong người, hay nôn mửa và sức khỏe thì không được tốt. Hệ cứ nhìn mấy món như là cá mỡ thì ôi thôi cô ói hết cả tiếng. Lúc đầu thì cô cũng không để ý, nghĩ là do chưa quen với môi trường mới nhưng những ngày sau đó luôn xảy ra liên tục. Cô lo lắng nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Ai ngờ... Cô gái, chúc mừng cô. Cô đã mang thai được 5 tuần rồi. 5 tuần? Không thể nào. Làm sao có thể? Cô tối sầm mặt mũi ngất xỉu ngay tại chỗ. Một hồi lâu cô mới tỉnh dậy. Nhưng đầu óc vẫn cảm thấy rối loạn vô cùng. Vị bác sĩ hồi nãy đến bên cạnh lo lắng hỏi Cô gái à Thường thì có con họ phải vui mừng Đằng này cô lại Cô im lặng Hai hàng nước mắt lăn dài Vị bác sĩ định ra ngoài Bất chợt bị cô kéo lại Bác sĩ Tôi có thể pha đứa bé này được không Ông giật thót người Quay qua hết mực khuyên ngăn cô Cô gái Đứa trẻ này là vô tội mà Cô không nên làm như thế Không, Tôi đã quyết định rồi Cô khăng khăng một mực đòi phá bỏ đứa bé Không, cô không thể phá bỏ nó được nữa đâu Vị bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ buồn bã Không phá được, làm sao có thể Đứa trẻ đã được 5 tuần tuổi rồi Cô không thể phá được nữa đâu Đừng cố miễn cưỡng bản thân nữa Hãy chấp nhận món quà quý giá này Từ ông trời đi Cô chỉ cười Đúng là oan gia, oan gia mà Tưởng có thể cắt đứt quan hệ với hắn rồi, ai ngờ cắt đứt được với hắn thì lại phải đối mặt với con hắn. Đúng là ông trời quá vô tâm đi. Thôi được rồi, tôi tạm thời chấp nhận đứa bé này vậy. Cảm ơn bác sĩ." Cô ra về, vẻ mặt không khá lên được chút nào, nhìn xuống bụng mình, cô đưa tay ra ôm đứa bé mà than thở. "Tiểu tử thối nhà ngươi, không biết kiếp trước đã gây ra tội lỗi gì với anh mà kiếp này" Hết mang cha lại mang con Ai, Đúng là khốn khổ mà Năm năm sau Bây giờ cô đã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Ai ai cũng biết đến Còn hắn thì đã là một doanh nhân lừng lẫy trong giới kinh doanh Là người mà bao nhiêu cô gái muốn lên giường cùng Cái thai ngày nào trong bụng cô Giờ đã ra ngoài Hình thành một cậu nhóc 5 tuổi nghịch ngợm Và thông minh như cha nó Chẳng có một phần nào giống cô cũng tại cái chuyện này mà cô suốt ngày sầu dĩ Ây à Sao con tôi đẻ ra mà lại giống thằng cha nào thế này Càng nhìn lại càng thấy chẳng có nét rào giống như mami nó cả Cậu bé lém lỉnh mỗi lần thấy mama như vậy thì đều bật cười Cậu thấy mami có phúc lớn quá đi Sinh được một tiểu nhóc thông minh như vậy cơ mà Nếu mà giống mami thì chắc giờ ngồi đầu đường chợ ăn xin rồi Hừm, thằng nhóc thúi nhà ngươi đáng ghét, y như hắn. Lúc nào cũng thích treo chọc cô, bực mình quá đi à? Giả như cô có một tiểu bảo bối thì tốt rồi ha. Mỗi ngày cô đều có thể dẫn bảo bối đi shopping cùng cô, trang điểm thật đẹp cho bảo bối. Xong rồi thiết kế thiệt nhiều đồ đẹp cho con gái cưng của cô. Vậy mà ai ngờ cô lại sinh ra một thằng nhóc khốn kiếp y như cha nó. Mami mà bớt mơ tưởng đi, tinh trùng của ba ba. Chỉ có giống đực thông minh tài giỏi như con đây thôi Chứ không có chứa nổi một cô tinh trùng ngốc nghếch Để mai này theo mami đi ăn xin đâu Con Cô tức giận Định mắng thằng nhóc nhà mình Nhưng mà mấy thứ nó nói Sao nghe đúng vậy trời Phận là mami mà ngày nào cũng phải ngồi chơi Để con trai nấu cơm bưng đến tận miệng cho ăn Công việc nhà cũng lười làm Mà thuê giúp việc Ơ, à, có khi nếu không có nó chắc cô ra xó chợ ăn xin từ lâu rồi rõ ràng là tức giận mà chẳng làm gì được thằng nhóc thối này cô tức giận bỏ đi chơi tha cho nhà ngươi một lần mười nháy mắt mà đã mấy năm cô rời khỏi nước S rồi không biết có nên quay về hắn thì cũng chẳng đáng ngại có về cô cũng sẽ tuyệt đối không gặp hắn coi như cho hắn đỡ về gà trống nuôi con đi nhưng nước S lại còn có ba mẹ cô vẫn ở bên đấy. Tuy tuần nào cũng alo nói chuyện, nhưng mà cũng lâu rồi cô không có về, thực sự là cũng có chút bất hiếu. Thấy Tiểu Bảo đang hì hục lắp lóc cái ô tô nó vừa phá, cô ôm nó vào lòng thở dài. Bảo bối, con có muốn về nơi con sinh ra không? Tiểu Bảo trợn tròn mắt ngạc nhiên, hình như cậu nhóc chưa thấy Mami nói về chuyện này bao giờ. Sao giờ lại Mami đây là nơi con sinh ra mà Con còn sinh ra ở chỗ khác sao Cô xoa nhẹ đầu tiểu nhóc nghịch ngợm của nhà mình Ghi chặt vào người nó Không Ý mami là nơi con hình thành cơ Sao ạ Con có có nơi hình thành Và nơi con sinh ra nữa à Đương nhiên rồi Bố con nghĩ mami của con sang bên Mỹ Rồi tự có con à Ánh mắt tà tà đôi mắt ngây thơ Vô số tội của bà bảo hiện lên nó cười toe toét nhéo hai má của cô ừ, Có phải tiểu cô nương nhà ta nhớ phu quân rồi không? Khương mặt cô từ hồng hào quyến rũ Bỗng chốc trở nên đỏ Như vừa ở sa mạc về Cốc vào đầu bảo gối một cái <laughs> Lại tầm vậy rồi Mama định đưa con về nước Để thăm ông bà nội vài hôm rồi về Chứ còn hắn hả Xứng để mama bỏ ra mấy triệu Mua tiền vé máy bay về thăm hắn sao Còn đúng là ngốc mà Nói mà cũng không nghĩ Nhóc bảo bảo Trước đã tà giờ còn tà hơn Tiểu nhóc này cũng đúng là quá mưu mô xảo quyệt đi Đúng là cha nào con đấy Chỉ biết treo chọc cô Nó lấy từ túi ra một cái máy ghi âm nhỏ màu đỏ Mà hắn đã tặng nhân ngày sinh nhật nó Mami Con đã thu hết những lời hồi nãy Mami nói vào đây rồi nha Nếu mà papa của bà bảo nghe được Thì không biết là Mami Sẽ nằm liệt giường mấy tháng Con Con đúng là ác độc y như ông papa của con mà Tiểu bảo giơ máy ghi âm ra trước mặt cô Lướt qua lướt lại như để đe dọa Mami à Nói chuyện đàng hoàng chút đi Nếu không con sợ Con À bà bối của Mami à Mami biết là con thương Mami lắm mà Thôi được cái máy ghi âm đó Cho Mami cất giùm được không Mai Mami trả cho <laughs> Con có ngu đâu Mà tin lời Mami chứ Đưa cho Mami để Mami xóa chứng cứ đi chứ gì con biết thừa rồi, tiểu bảo thông minh sẽ không bị lừa đâu. Thực chất cô với hắn vài hôm trước cãi nhau um sùm nên cô đã nửa đêm nửa hôm dẫn Bảo Bảo sang Mỹ. Vậy mà cô cứ nói linh tinh Làm người ta tưởng cô sống với Bảo Bảo bên Mỹ một mình. Từ Bảo Bảo có cha lại thành Bảo Bảo không cha. Mami, Mami, dắt con về nước S với ba ba đi. Không bao giờ, con thích thì tự đi mà về đi mà mami con nhớ ba ba lắm rồi ai nhớ thì người ấy tự về con hỏi mami lần cuối mami có đưa con về với ba ba không thì bảo không không và không máy ghi âm màu đỏ bảo bảo sắp xếp quần áo nhanh đi nào mami với con cùng về mami ngoan thế vừa đi ra sân bay cô vừa lẩm bẩm rủa tiểu bảo nó thật khiến cô bực mình suốt cuộc thì nó để cái máy chết tiệt đó ở đâu cơ chứ Sao cả đêm hôm qua cô tìm mà không thấy Cô quay sang tiểu bảo bối Giọng nhẹ nhàng hỏi Bảo bảo này Mami đưa con về với ba ba rồi này Giờ bảo bảo đưa mami Cái máy đó đi nhé Máy nào cơ ạ À cái máy mà hôm qua bảo bảo Thu thu ấy Đưa cho mami nhé À hóa ra mami nói đến cái máy đó hả Ừ đúng rồi Còn quang vô sọt rác Cả khách sạn rồi mami ạ cái gì? Sao con không nói sớm? Là mami tốn hết cả nước bọt. Bác Tài, quay về khách sạn. Ủa, không ra sân bay nữa sao phu nhân? Không. Dạ. Mami đáng ghét, mami không giữ lời hứa. Con không yêu mami nữa. Kệ con. Mami đáng ghét, con sẽ... Con làm sao cơ? Máy ghi âm vứt đi rồi, thì giờ lấy gì mà uy hiếp mami chứ? <laughs> mơ đi. <laughs> Con chỉ bảo mami là vứt cái máy màu đỏ đỏ thôi mà Nhưng con còn lưu Vào cái máy màu xanh Màu vàng màu trắng nữa cơ Con Con dám gạt mami hả Con có gạt mami đâu Đó là tại mami ngốc đấy chứ Thế giờ mami đưa con về với ba ba nhá Con đưa mami mấy cái máy đó đi Đưa mami cũng được thôi Nhưng đợi khi nào đến cửa nhà ba ba đã Còn thật là cô ngậm ngồi tức mà không thể làm gì được thằng nhóc con này cố nhẫn nhịn sự chịu đựng cũng sắp vượt quá giới hạn thấy mami của mình như vậy tiểu bảo lém lỉnh quay sang chọc cô mami không biết ai làm cho mami có cái sắc mặt khó coi như vậy kẻ đó thật là đáng ghét mà <laughs> còn không phải mi sao cô lẩm bẩm trong miệng không nghĩ thằng nhóc sẽ nghe được Hử, mami Vừa nói gì với con vậy? À, không có gì đâu, con đừng để ý ha. Sau vài tiếng cất cánh, cuối cùng cô và bà bảo đã về đến sân bay của nước S. Tại sân bay. Mami mami, chúng ta mau về nào, con nhớ ba ba quá. Cái này bà bảo nhíu mày kéo áo cô gặng hỏi. Mami làm sao vậy? Mami không muốn gặp ba ba sao? Đương nhiên là không muốn rồi. À, nào có chuyện đấy chứ Mami nhớ ba ba của con còn không hết nữa là Ồ Bà xã dạ nhớ anh đến vậy cơ à Tiếng của hắn từ đằng sau vọng lại Làm cô giật thót người Làm sao anh lại ở đây Em đúng là ngốc mà Anh ở đây đợi em mấy tiếng rồi đấy Ra vậy Em không cảm động à Sao tôi phải cảm động Thì anh vất vả cật lực dậy từ sớm Ngồi đây đợi em mấy tiếng đồng hồ Trời thì nóng không gian cũng chật bí không thoải mái chút nào có phải hắn tự than tự vãn quá vậy không trời người ở sân bay bị hắn đuổi từ sáng sớm rồi chật ở đâu mà chật kia chứ trời thì nóng thật nhưng hắn ngồi trong phòng vip của sân bay cơ mà điều hòa thức uống đầy đủ nóng ở đâu ra một mình hắn chiếm cả cái sân bay khổ ở đâu vậy còn chưa kể đến việc hắn ngủ muộn phải lái máy bay tới sân bay Mặc dù con đường từ nhà hắn tới đây Có thể đi bộ trong vòng 10 phút Rốt cuộc Hắn khổ cái gì vậy trời Cô lườm hắn Rốt cuộc thì anh khổ ở đâu vậy Bà xã à Dù sao đi nữa thì Không có dù sao gì cả Bảo bảo tôi đã mang về Giờ anh tự lo liệu lấy Sứt lời cô quay mặt bỏ đi Hắn chạy theo cô Ôm cô vào lòng nâng niu như một món bảo bối quý giá Quý hơn cả bảo bảo của hắn Vợ à Em đừng đi nữa Anh không muốn vợ chồng chúng ta cãi nhau hoài như vậy Quay về cùng anh chăm sóc tiểu bảo đi Được không em Hắn thủ thỉ vào tay cô Từng lời từng chữ từ miệng hắn thốt ra đầy bi thương Mà lại ngọt như mật Khiến cô có chút áy náy Chuyện này Cô băn khoăn Sao tự nhiên cô lại do dự thế này Hồi nãy còn hung hăng lắm cơ mà Tiếng đau đớn từ miệng hắn phát ra một viên đạn từ đâu đó đã nhắm trúng vào người hắn. Chất lỏng màu đỏ từ nơi bị bắn dần chảy ra ngày một nhiều hơn. Cô hoảng hốt, cuống cuồng không biết làm gì, cứ thế gào thét gọi người tới cứu giúp. Đám vệ sĩ từ ngoài chạy ao vào, hắn vẫy vẫy tay một cái, ai nấy đều lặng lặng đi khỏi. Vợ yêu, đừng khóc, khóc là sẽ không đẹp nữa đâu. Anh là đồ ngốc, tại sao lại đỡ đạn dùng tôi làm gì? Đáng nhẽ viên đạn này phải là vào tôi mới đúng chứ? vợ à anh sắp không qua khỏi hắn bắt đầu ho ra máu khiến cô vô cùng hoảng sợ đừng đừng mà tôi không cho phép anh chết anh mau tỉnh lại đi anh mà chết thì bảo bảo phải làm sao không lẽ anh muốn nó thành đứa trẻ không có ba à bảo bảo không có anh thì còn có em em không cần phải lo chuyện đó em có thể tìm người đàn ông khác để thay anh chăm sóc tiểu bảo mà không tôi không muốn Kể cả có người ba ba khác Thì bảo bảo cũng sẽ không thích đâu Nó chỉ thích mỗi anh thôi Vậy nên em không được chết Dù sao em cũng có yêu anh đâu Anh nghĩ mình chết đi cũng là lối thoát duy nhất Giúp em và bảo bảo có thể có cuộc sống tốt hơn Anh nghĩ anh chết là đúng rồi Nếu không anh sẽ thành kẻ thứ ba mất bụp, Cổ tát hắn Anh im đi Tôi không yêu anh thì yêu ai hả Tôi chỉ dặn anh một chút thôi mà anh đã không muốn sống thế này rồi Nếu lỡ, nếu nỡ sau này Tôi không yêu anh thật thì anh định thế nào Định nhảy lầu tự tử à Anh đúng là cái đồ Em nói sao Em nói yêu anh hả Phải, phải rồi Người đâu, vào đây dọn dẹp đống chiến trường này dùng tôi cái Diễn từ nãy tới giờ mệt hết cả người Có như một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất Nhìn anh với ánh mắt khó tả Anh, vậy là chán sống rồi à Không phải đâu vợ yêu anh như vậy cũng là bần cùng bất đắc dĩ thôi mà vợ yêu đừng giận anh được không? hắn áp sát vào khuôn mặt đỏ lên vì giận của cô hai tay không yên phận sờ mó trên thân thể trắng nõn không tỉ vết ấy đôi mắt đượm buồn như một chú cún đang không nỡ xa chủ của mình. nhưng sao anh lại làm như vậy? anh có biết là có biết là người ta lo cho anh lắm không hả? À? anh lại đem cái tình cảm của người khác ra để đùa bỡ như vậy? anh nói xem tôi làm sao để tha thứ cho anh đây? Cô sụt xịt, hai bên mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh... anh tắm miễn phí một tuần cho em được không? Hắn hí hởn, tay chỉ vào cái bồn tắm hết to, miệng cười tuê tuét. Cái này không được, quá biến thái. Anh định nhân lúc tắm cho tôi để sờ mó linh tinh đúng không? Cô khoanh tay cau có, hai hàng mi nhăn lại như để phản đối. Ờ, à, vậy chi bằng để anh ôm em ngủ mỗi tối được không? Hắn giơ tay vui sướng chỉ vào cái giường nhấc bổng cô lên Chưa kịp để hắn động thổ Cô đã hét to vùng vẫy nhảy khỏi người hắn Hai tay chống hông quả quyết Cái này càng không được Tôi đã thề là sẽ không bao giờ ngủ với anh Cho tới khi nào anh biết nấu ăn thì thôi Nói đến đây cô bỗng ngập ngừng Như vừa nghĩ ra ý tưởng nào đó rất tuyệt Sau vài giây cô nhảy cứng lên vì vui sướng Nghĩ ra rồi Anh nấu ăn miễn phí cho tôi một tuần đi Món ăn hàng ngày anh phải nấu do tôi quyết định Nếu làm tôi vừa lòng Thì mọi chuyện cũ sẽ được xí xóa hết Anh thấy sao Cái này nhờ đầu bếp là được mà Hắn cúi mặt ấp úng Hai tay không yên cứ chọc vào nhau Như một thói quen cũ À à Ý anh là thôi không cần tôi tha thứ nữa chứ gì Vậy thì thôi đi khỏi nấu Bà bảo chúng ta về ông bà ngoại chơi nào Con không đi đâu Lời nói đầy vẻ ngây thơ hụt nhiên không cảm xúc của nó khiến cô cạn cờ mờ nờ sa mạc lời. Trong căn phòng của hai vợ chồng, tiểu bảo phấn khích nhảy bộp bộp trên người hắn gọi to. Ba ba, dậy đi nào, hôm nay chúng ta đi chơi công viên đấy. Hắn giật mình tỉnh giấc sụi sụi mắt, quay qua nhéo nhéo hai cái má bánh bao của cô. Tưởng lầm là má của bảo bối, giọng cười phấn khích. Bảo bối, con dạo này ăn nhiều quá đấy, hai má to bằng cái bàn tay của ba ba rồi đây này. Bị bóp đến khó chịu ngạt thở Cô cũng mơ màng mà tỉnh giấc Thế hắn cười hiểm Hai tay bóp hai trái hồng đào của cô không ngừng Mặt cô bắt đầu túi sầm lại như đít nhọn nồi Cô kìm nén cơn tức gần giọng Bỏ ra em đau Hắn không để ý cứ thế mà bóp ngày một mạnh Nên khiến cô đau đến nỗi cắn chảy cả máu môi Bảo bảo lo cho ba mình hớt hơ hớt hải lầy hắn dậy Bà ba dậy đi, mami sắp nổi có rồi đấy con nói tầm bậy tầm bạ gì đấy mi con mà dám nổi có với bà Trình à? còn kém lắm Nhìn sắc mặt của cô ngày một thậm tệ Bảo bảo thông minh cũng đoán ra được Cô đã giận tới chừng nào Cậu đổ mồ hôi hột lẳng lặng ra ngoài tránh nạn Bụp bụp Từng cái đấm của cô dáng vào mặt hắn Sưng vù hai bên má Hắn đau nhức vùng dậy Giọng thét như là để trách móc Em làm gì vậy đấy Sáng ra đã đánh anh thành ra thế này rồi Còn không phải do anh sao sáng ra đã bóp đau hết cả hai bên của em rồi đây này anh phải chịu trách nhiệm đấy cô vừa khóc tay vừa chỉ vào hai bên đất họ ửng của mình ơ ờ, anh xin lỗi thôi được rồi vợ muốn anh bồi thường gì nào ừ uhm, cô lấy tay để lên đầu tay kia vuốt vuốt cầm đầy đắn đo bây giờ cái gì cô cũng không thiếu bắt anh đền cái gì bây giờ hắn nhìn cô bật cười xoa xoa đầu nhẹ nhàng bảo nhìn vợ giống bà cụ non quá chưa nghĩ ra sao vậy lúc nào nghĩ ra thì bảo chồng nhé à ừ cô xấu hổ cúi mặt nhẹ giọng thưa chụt hắn bất chợt không nhịn được khóa chặt đôi môi hồng đào của cô lại đầy bất ngờ cô ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn ra chồng chồng làm gì vậy không có gì món quà buổi sáng tặng vợ đấy hắn mỉm cười nụ cười đầy ấm áp Kể từ ngày cô làm hòa với hắn, nay cũng đã được 3 tháng. Không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây cô rất hay nôn mửa và hay bị chóng mặt đau đầu. Nhưng vì sợ hắn lo lắng và cô cũng nghĩ đó chắc chỉ là ốm bình thường nên không nói với hắn. Nhưng rồi sáng nay cô đang ăn sáng bỗng ngất lịm đi, khiến mấy người làm quanh đó quá hoảng hốt nên đã đưa cô vào viện. Tỉnh dậy cô thấy xung quanh toàn màu trắng, hắn đang ngồi cạnh đó, ký hợp đồng Cô nhăn nhó cố hưởng dậy Giọng theo thao nhỏ nhẹ Anh bận thì cứ đi làm đi Em không sao mà Vì quá chăm chú làm việc Từ khi cô cất tiếng nói Hắn mới biết cô tỉnh lại Hắn mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy cô Xuất sắng thông báo tin vui Em ý Có thai rồi mà cũng không biết là sao Trong nhà đã có người làm rồi Sao em còn phải làm mấy công việc đó làm gì Chỉ hại thân mình Sao cơ em có thai rồi á à? Làm sao có thể Sao lại không thể chứ Phụ nữ hai con cũng bình thường thôi mà Cô cúi mặt xuống Hai tay nắm chặt cái chăn trên người Hai bên má đã đỏ ửng từ lúc nào không hay Giọng thỏ thẻ Không Ý em là là lâu rồi Chúng ta đâu có làm tình đâu Làm sao mà có thể có thai được Không lẽ Em đừng có nghĩ bậy Anh không bao giờ vụng trộm với em đâu Không phải tháng trước em say xỉn Xong ép anh làm sao Thật á Cô nhìn chầm chầm hắn đầy nghi ngờ Thật à, chứ còn gì Thôi em nằm xuống nghỉ ngơi đi Anh làm nốt tí việc rồi tí chúng ta về Bảo bảo nó lo cho em lắm đấy Ừ Cô nghe lời hắn nằm xuống giường Vậy là từ giờ cô có thận hai bảo bối rồi Thầm thoát vậy mà đã mấy năm Rồi chứ chẳng đùa Cô mỉm cười trong mơ Cô cũng thấy cô là người phụ nữ Hạnh phúc nhất thế gian này